mai giỏi sớm ha. Đó là quà hảo hỏi nó quýt đồng bà mình bây giờ nó mới cứ dở cái này. Anh đi từ Vũ là vậy? Đi từ Vũ. Anh đi từ Vũ hả? Hả? Anh đi từ Vũ hả? Không. Chưa mà. Chưa lấy gì cũng được. Không, chưa lấy. Đừng đừng chưa lấy, đừng chưa từ Vũ đi. Chưa ăn cũng được. Chưa ăn là sao? Bạn chưa như tục lệ 20 là lớn nhất của anh hai. Anh đây là lớn nhất. Quá trời con thấy à, em thấy quá trời người ta đi luôn nè. Đây là dòng tre là lớn nhất. Đông nhất, bữa 20. 20 là tục lệ mình là đông nhất. Ngoài đông nhất thì 20 còn là ngày rằm không lành. Dạ. Yeah. Chỗ khác thì rằm với 24, còn mình đây thì dòng tre là 20 là đông nhất. Dạ. Yeah. Hết nước rồi cưng ơi. Đi trễ quá hết nước luôn rồi. Giếng giờ múc giếng xong quá tại sao dây giờ không được. Nếu là mình gặp mấy người mà trong đây là dòng họ mình không? Dòng họ không. Vậy là cậu ông cố cái này kia không hả anh hai? Anh hai. Cố tới tên không á. Cậu ông cố. Em đâu biết đâu. Giờ nếu mà giờ đi tảo mộ thì để mới biết là những người bà con của mình này. Thành nguyên là bà con không, còn mấy người đây là lạ là rễ. Cháu rễ hả? Cháu rễ là lạ. Là cháu nội với cháu ngoại ông hai, còn bên đây là ông năm, mình là ông năm, dạ. À, ông sáu rồi đó, ông sáu và sáu rồi đó, cái nội người đó, còn bên đây là bên cố rồi, còn chỉ ông cố của mình với là ông cố của mấy ông này là anh em, về đây họ hết, gom về đây tạo một, ờ, như là đây là cái gia tộc luôn, đại gia đình chung cư. Cậu ba này là bị đạn bắn trúng không? Đạn tẻ không? Hồi thời chiến tranh rồi, đi cũng tham gia với cách mạng. Thì lính của Thiệu. Sao mình họ đổ xong lấy họ trần mà họ đổ cậu? Hồi đó ông nội ông ngoại ông sợ mấy người tay gì á. Kiểu quấn bắt hơi quấn ông hoài hảo không phải không? Ừ, hoài hảo á. Vô nó tém. Quấn ông hai có trớn bắt hai quấn có trớn đi không đổi họ ông ngoại về sợ đổi họ hả? Ừ nên là lấy họ đổ đất điều mà chia đất điều hả? Đất điều nguyên lượng gái làm đủ mà nghe chưa? Là ta hiểu rồi anh Quân nghe chưa? Hiểu rồi hiểu rồi không? Bên đây anh hai nói là hiểu rồi. Sao một phần ăn đó này chắc nấu đâu rồi vậy? Nước uống nước. Đổ gì vậy? Rồi sao quá hả? Này mọi người nấu món gì mọi người? Hả? Nấu món gì vậy? Cái này 15 chân cho cái này vịt luộc. Nấu cháo hay nấu gì mọi người? Nấu cháo. Chị nào cúng mọi người? Hả? Chị nấu rồi cúng. Thì chừng nào xong rồi. Ở đậm lại là cúng. Xong hết rồi. Chưa con ơi. Con mới quét xong nè. Rồi nhưng mà nấu chưa. Con nãy gì bắt mọi nắng hả? Dạ. Cháu ngoại giỏi ha, giỏi hơn cháu nội với dâu. Cháu nội lên đây có nước của mình rồi mà nói vậy chứ cháu ngoại quét là cháu nội ở nhà nấu còn hơn cháu ngoại à. Đây cháu nội đây còn cháu ngoại mà bây giờ đó là ấy không sao được không có nhà nấu đó chỉ có ăn cái này thịt vịt nấu luôn rồi ha.
bán không thôi. Dạ, bán hả? Má hả? Hai bán mà. Hai bán mà. Mẹ để tôi quên hỏi bà tôi bán nói chuyện còn ngoài trời. Bán ra lộ quá hả? À, bán hay lộ rồi, ngay ra lộ bán. Ở này bán không nó còn cố nó to con nữa ca. Trời ơi, bị tắt lên lớp nữa. Còn nem với chả lụa hả đây? Đó, chị lấy cái đó ra nè. Cái này nè, con này nữa nè. Ăn chồng hết. Má nói làm được mấy bàn thôi. Ngồi ba bàn cái gì? Ôi trời, ngồi em mấy bạn đâu? Hai bạn ba. Cái này bàn. Làm luôn không? Mấy em mua bí? Đó là mua, còn cái giờ thủ thì làm. Đó ta, anh thủ làm gì vậy hả? Dâu dỗ quá, dâu sợ nấu mà. Dạ con mà ăn biết làm sao mà giờ uống ngu hết trơn chứ. Đi không nổi hả? Nó nói chứ. Trời ơi, nhà ai cũng hú hết trơn, sáng cơm chiều cơm hả má? Ủa ngoại, ngoại, ngoại nó đốt nhang chưa? Hả? Đốt nhang ngoại chưa? Rồi. Hả? Đốt nhang ngoại rồi hả? Có kêu ông về ăn chưa? Cúng rồi, tạo không lại. Với ai lại? Cậu Sáu hả? Thì cúng nội đó, cậu Sáu với cậu Mười. Hôm nay không có ai ở với Lâm, ở với con cháu rồi tụ dưới không, xuống dưới, về dưới. Cậu Tư hả? Ừ. Dấu dưới hả? Ừ. Tại là về với nhà với thằng Lâm đóng cúng dưới. Dạ. Còn đây này, tại là ít trong một năm cơm rồi ba cũng bán, ngồi nay ít xịt không có ai. Chết bớt thừa. Anh nữa à? Vậy chứ này, cậu hai mày, cậu năm mày rồi, rồi cậu tư mày rồi, chết bớt chút luôn. Cái này là cái áo... phi bóng hả? Này cho ai con ngoại hay gì không cô Sáu? À dép. Ồ mấy đâu luôn á ta. Mang sách luôn. À thấy chưa, vui vẻ chưa, cười nói luôn. À vô. Qua đi, qua đi Thái. Qua đi nữa bà nội cho về, cho đám cưới, cho anh chị về ăn. Chị bỏ tao cái hộp vàng nha. Nha. Bà vô nhập vô với mấy cái con chữ. Bà cưới cho em mà, đã xuống má. Mấy năm mới nhân 6. Nói chung giờ mới nóng nhẹo là đúng đủ năm mà nhân 6 rồi. Nhân nhân 6 là 6 tháng hả? Mình nóng thăng cái gùi còn được. Đâu cái đồ đựng cái hộp đó vậy? Hàng chỉ thấy nước ngọt không mà về không thấy bia. Cười kiểu. Rồi con mời quốc lon con mời. Đây cho quý nó mình xin đây. Hai nè. Mày muốn lấy ly gặp đá rồi chứ. Ôi, đá. 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 Xếp luôn hả? Đi hả? Đá. 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 Ủa nãy sao có tỉnh biết là sao nó không ở nó chơi con không biết nữa. Hai thằng xuống để cái thùng nước ngọt đó thì chắc đi ra ngoài mộ á. Mộ thì giờ nãy giờ nhớ gì luôn rồi chứ. Hai thằng gì luôn hả? Mộ từ gì? Nó nói gì luôn rồi chứ. Còn nó không ghé đây là không nhận phần quà đó nha. Lên nước ngọt hoài rồi hoài đó mà. Để sao? Không đâu còn nữa. Để làm sao?